tận thế cực hạn tìm đường chết thiên thiên ăn đất mộng. Không phải là mộng, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Mở đầu điểm ấy đụng cái chữ tận thế cực hạn tìm đường chết thiên thiên ăn đất tận thế giáng lâm. Nghe chọn bộ tại mê chuyện com. Máy tính liền như thế mở ra, chu vũ đi về tới bên giường. Tận thế cực hạn tìm đường chết thiên thiên ăn đất hệ thống mở ra. Tân thủ dẫn đạo nhiệm vụ. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com Làm sao bây giờ làm sao bây giờ Xoa xoa hai tay Chu Vũ trên mặt vẻ lo lắng Đúng dĩnh dĩnh Đột nhiên nhớ tới xảy ra lớn như vậy Sự tình mình còn không biết nữ phiếu Làm sao tình huống Vội vàng mở ra điện thoại Bấm ninh dĩnh dĩnh điện thoại Đích 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 đích, đích uy, ngay tại Chu Vũ muốn quẳng điện thoại thời điểm, điện thoại rốt cục bị bấm đáng tiếc là cái giọng nam dĩnh dĩnh ngươi không có chuyện gì chớ ách ngươi là ai chu vũ đột nhiên phát hiện nghe là cái nam chuẩn bị kỹ càng lời kịch nuốt tại bên miệng không nói ra cả người ngây ngẩn cả người máy tính quang mang hình chiếu tại chu vũ trên mặt có vẻ hơi ngốc trệ ta là ai ta là ba hắn a à a à, thúc thúc tốt chu vũ khẽ giật mình lập tức thở vào một cái chỉ là cái này giọng nam nghe thật trẻ tuổi Lưu ca ngươi đừng làm rộn, loáng thoáng, Chu Vũ nghe được đầu bên kia điện thoại Ninh Dĩnh Dĩnh thanh âm, đáy lòng dâng lên một tia cảm giác không ổn. Ha 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 ha, cái này âm thanh thúc thúc gọi tốt nghe, ấy, ngoan chất tử, trở về thúc thúc cho ngươi phát hồng bao, ha ha ha, một trận càn rỡ thanh âm từ trong điện thoại truyền đến. Chu Vũ trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy không dám tin, ngươi là ai? Dĩnh dĩnh đâu, ha ha, dĩnh dĩnh là ngươi có thể để à, ít cho ta dùng bài này, ta là ai? Ngươi quản được sao, ngươi có thể gọi ta lưu thiếu. À đúng, dĩnh dĩnh đêm qua tại ta chỗ này. Nghe vậy, chu vũ chỉ cảm giác mình tâm bị hung hăng nhói một cái, ninh dĩnh dĩnh cùng mình thế nhưng là ở cùng một chỗ ba năm, ở trong mắt người khác hai người thế nhưng là điển hình CP mà nàng tại khác nam sinh trong nhà chờ đợi một đêm trong đó xảy ra chuyện gì không cần nói cũng biết thật sự là để chu vũ có chút chịu không được người cảm thụ được có chút đau buồn yết hầu chu vũ đột nhiên nghe được bên tai truyền đến một tiếng vang nhỏ lập tức cứ thế tại nguyên chỗ thanh muốn muốn nói chuyện quên đi đinh Hệ thống thành công mở ra, kiểm tra đến chủ ký sinh kinh lịch, phát động hệ thống dẫn đạo nhiệm vụ, đánh mặt cái gì, Chu Vũ không có phản ứng lại đây thì thào nói. Ta nói, ngươi có thể gọi ta Lưu thiếu, dĩnh dĩnh không phải ngươi có thể nhúng chàm, về sau hai ngươi cũng đừng gặp mặt, còn có chuyện sau, nhiệm vụ miêu tả. Thần là tương lai chúa cứu thế ngươi, vậy mà sẽ bị một phàm nhân xem nhẹ, ngươi có thể chịu, bổn hệ thống đều nhịn không được đánh mặt trở về hung hăng đánh chú đây là hệ thống dẫn đạo nhiệm vụ nhất định phải tiếp nhận nhiệm vụ nhắc nhở dựa theo phía dưới lời kịch mời dùng bá khí phương thức đọc lên ha ha ninh dĩnh dĩnh ngươi làm rất tốt a à, nghĩ tới chúng ta ở cùng một chỗ lâu như vậy ngươi vô thanh vô tức liền làm người khác thật là lợi hại a à chặc chặc ngươi cho rằng ngươi là cái nào dễ hành ha ha tiện hóa một cái ngọa tàu cái quỷ gì a à? chu vụ yên lặng nghe xong kém chút không có từ trên giường nhảy mà bắt đầu tiểu tử ngươi có hết hay không không có sự tình ta tắt điện thoại lưu thiếu ngữ khí hơi không kiên nhẫn đinh kiểm tra đến nhận chức vụ tức đem thất bại hệ thống bắt đầu dùng bị động phương án tiếp nhận chủ ký sinh thân thể trong nháy mắt chu vũ hoảng sợ phát phát hiện mình đánh mất đối thân thể năng lực khống chế khác trò chuyện ngay cả trong mắt chính mình cũng không thể khống chế nhưng là hết lần này tới lần khác nhục thể truyền đến xúc cảm lại là thật chờ một chút ngươi đưa điện thoại cho ninh dĩnh dĩnh chu vũ chậm rãi ngồi xuống ánh mắt bên trong hiện lên một tia khinh thường cả người khí chất phát sinh biến hóa long trời lỡ đất trở nên càng thêm tà mị bá đạo và URL bằng Windows, Location, href Windows, Puppy giới tác bằng Windows, Puppy giới tác Windows, Puppy giới tác, Push Zonet, 7254, X, BGSSP 7254, U. URL, có dám tranh thủ thời gian thả, mặc dù cách điện thoại, nhưng là lưu thiếu vẫn là cảm nhận được đầu bên kia điện thoại chu vũ không thích hợp, nhíu nhíu mày vẫn là đem điện thoại đưa cho hắn bên cạnh Ninh Dĩnh Dĩnh, đồng thời không quên hù dọa nàng, chuyện này ngươi tốt nhất tranh thủ thời gian cho ta giải quyết. Ta không muốn ngươi cùng hắn lại có cái gì gút mắc ân ân, liên tục không ngừng nhận lấy điện thoại, Ninh Dĩnh Dĩnh gà con mổ thóc nhẹ gật đầu. Uy, Chu Vũ đã lâu không gặp a à, ninh dĩnh dĩnh các ngươi cùng một chỗ bao lâu một vòng mỉa mai tiếu dung hiện lên ở chu vũ khóe miệng ninh dĩnh dĩnh nhíu mày mặc dù kinh ngạc tại chu vũ giọng nói nhưng vẫn là trả lời hắn vấn đề gần một năm a à. nếu như ngươi cố gắng ta khẳng định không sẽ rời đi ngươi cho nên muốn trách thì trách ngươi phế vật không muốn phát triển a à. cho nên đây chính là ngươi mặt ngoài là bạn gái của ta vụng trộm lại câu nam nhân khác lý do chật chật ninh dĩnh dĩnh ngươi làm rất tốt a à, nghĩ tới chúng ta ở cùng một chỗ lâu như vậy ngươi vô thanh vô tức liền làm người khác thật là lợi hại a à, chật chật ngươi cho rằng ngươi là cái nào dễ hành ha ha tiện hóa một cái trước kia chúng ta cùng một chỗ thời điểm ngươi hố ta bao nhiêu tiền chính ngươi không biết sao hiện tại ôm vào đùi liền đem ta quăng ngươi thật là đủ có thể a à, hám lợi tham mộ hư vinh cả thiên chơi bời lêu lỏng liền biết câu dẫn người ngươi rất kiêu ngạo a à, nếu không phải năm đó ngươi xin truy ta ta hội chim ngươi cái đồ chơi này. Ngươi rất vô tri a à, ngươi cho rằng ta thích ngươi, sai, lão tử liền xem như ưa thích heo mẹ vậy không thích ngươi như thế cái tiện hóa. Nghe pháo ngữ liên tiếp lời nói, Ninh Dĩnh Dĩnh trong lúc nhất thời có chút choáng váng, trong ấn tượng của nàng, chu vũ thế nhưng là đối với mình sủng ghê gớm, mình muốn cái gì có cái đó lúc trước bởi vì chu vũ dáng rất đẹp trai bóng rổ đánh cho lại tốt ninh dĩnh dĩnh trong lúc nhất thời đánh lên tính toán nhỏ nhặt điên cuồng theo đuổi chu vũ người cho rằng ninh dĩnh dĩnh thật ưa thích chu vũ không nàng chỉ là đối chu vũ trong nhà tiền cảm thấy hứng thú chỉ là về sau hai người kết giao một đoạn thời gian ninh dĩnh dĩnh phát hiện trong nhà hắn thực tế cũng không phải là đặc biệt có tiền nhưng thật ra là có chút thất vọng nhưng là người ta là ai Ninh Dĩnh Dĩnh xem trường Chu Vũ trong trường học vẫn là rất có bản lĩnh, tương lai không chừng nhất định có thể làm ra một phen sự nghiệp, bởi vậy lưu tại Chu Vũ bên người. Bất quá về sau xuất hiện cái gọi là, lưu thiếu, lại thêm Chu Vũ ra hỏa này càng ngày càng chỗ ở, Ninh Dĩnh Dĩnh là không nhẫn nại được, cái này mới quyết định rời đi hắn. Không thể không nói, có thể cùng một người kết giao ba năm, phần này tâm cơ tuyệt đối lợi hại không cần phải nói tạm biệt, hai ta chơi xong. Cúp xong điện thoại, Chu Vũ nằm dài trên giường, hai mắt trực lăng lăng nhìn chằm chằm trần nhà, bẹp bẹp miệng, thần sắc trên mặt không ngừng biến hóa, đắng chát. Bất đắc dĩ tại thời khắc này mạo sưng được chia đến thể hiện. Hắn cúp điện thoại, Ninh Dĩnh Dĩnh xấu hổ nâng điện thoại di động, nhếch miệng, nhiều có xem thường chi ý. Vậy cứ như vậy đi, Lưu Thiếu Nhàn nhạt lườm nàng một chút, trong lòng cũng là có chút khinh thường, đi tới phía trước cửa sổ, giữ cửa màn mở ra, trước mắt một màn trực tiếp để hắn đợi tại nguyên chỗ. Hít sâu một hơi, trên mặt trấn kinh chi sắc không che giấu chút nào, cái này mẹ nó. Chuyện gì xảy ra? Đinh, hoàn thành tân thủ dẫn đạo nhiệm vụ, lấy được được thưởng, nguyên lực 5 điểm, kim tệ 5 điểm, tân thủ gói quà một phần, mời chủ ký sinh kiểm tra và nhận ôm chăn mền, cố nén khóc xúc động, Chu Vũ đột nhiên nghe được như thế cái thanh âm. Chính là bốn bề vắng lặng, đột nhiên truyền đến như vậy cái điện tử âm, Chu Vũ kém chút không có dọa chết rồi. Trong lúc nhất thời sợ hãi, cảm xúc ngược lại là hòa tan chia tay thương cảm. Cái này, thứ đồ gì, con mắt chừng lớn, tìm kiếm khắp nơi lấy thanh âm đầu nguồn. Nhưng là hết thảy bình thường, không có cái gì phát hiện, Chu Vũ trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, lập tức lắc đầu, nếu là một lần có thể là nghe nhầm. Nhưng là vừa rồi thân thể không bị khống chế lại là thật. Muốn đến nơi này, Chu Vũ nuốt ngụm nước bọt. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, tận thế cực hạn tìm đường chết thiên thiên ăn đất hệ thống. Hệ thống Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com Em di dây đến cùng là ai? Đi ra, người đi ra cho ta. Mặc dù ngữ khí phi thường hung ác nhưng là bắt lấy chăn mền run không ngừng hai tay bán rẻ chu vũ nội tâm. Đinh, kiểm tra đến chủ ký sinh tâm tình chập chờn quá lớn, hệ thống tự động khai thác biện pháp tiêu hao một kim tệ, chấn định chủ ký sinh cảm xúc một cỗ mát mẻ cảm giác từ trong đầu truyền đến có chút bối rối chu vũ dần dần tỉnh táo lại hô hít sâu một hơi lần này không nghe lầm cái thanh âm kia tuyệt đối là từ não túi bên trong truyền đến chu vũ cảm giác phi thường bối rối nhưng là không biết vì cái gì đại não lại phi thường tỉnh táo người đến cùng là ai vừa dứt lời, một đạo nhạt màn ánh sáng màu xanh lam xuất hiện tại Chu Vũ trước mặt tựa như là hình chiếu đồng dạng, tay có thể không có chút nào ngăn cản sâu vào. Bổn hệ thống đến từ tất tất, tên đầy đủ, tất 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 chết, là từ tất tất, tiến sĩ chế tạo, nó không có thể là vì phụ trợ chủ ký sinh, tất tất tất, thao tác cụ thể phương pháp. Mời chủ ký sinh tự hành tìm tòi, ốc ngày, cái quỷ gì, Chu Vũ một mặt gặp quỷ thần xác thật có lỗi, bổn hệ thống không phải quỷ, dầm, chu vũ nuốt ngụm nước bọt, nhìn chung quanh một cái, xác định không phải cái gì trò đùa quái đản, tay phải có chút thăm dò mò tới màu lam trên màn hình. Thương thành, chỗ thương thành còn chưa mở ra, mời chủ ký sinh tiếp tục cố gắng, cái kia muốn làm sao mở ra, vô ý thức, chu vũ hỏi lên. Đẳng cấp thăng đến 10 cấp 3 chu vũ trở tay liền là cho mình một cái bàn tay một cái rõ ràng dấu bàn tay xuất hiện ở má trái cổ họng phù bỗng nhúc nhích mặt bên trên truyền đến xúc cảm để chu vũ xác định mình không phải đang nằm mơ cái này đây rốt cuộc là cái gì lặp lại một lần bổn hệ thống đến từ tất tất tên đầy đủ tất 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 chết là từ tất tất tiến sĩ chế tạo nó không có thể là vì phụ trợ chủ ký sinh tất 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 thao tác cụ thể phương pháp mời chủ ký sinh tự hành tìm tói. Ngừng ngừng ngừng, Chu Vũ nhếch nhếch khóe miệng, tất tất âm thanh đây là đùa chơi đâu, nói nửa thiên vẫn là một điểm trọng yếu đều không có ta muốn biết ngươi vì cái gì hội trên người ta. Bởi vì tất 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 ngừng cho ta. Vút vút huyệt thái dương, tay phải gân xanh phủ hiện, Chu Vũ thật sợ mình nhịn không được sẽ đem cái này màn hình một quyền đập nát, mặc dù coi như đập vậy không nhất định nát người ngoại trừ hội tất còn biết cái gì bổn hệ thống có thể phụ trợ chủ ký sinh tất 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 em đi ngươi cái thiểu năng trí tuệ ta phải báo cho cảnh sát chu vũ hai tay nắm quyền trên trán vậy hiện lên mấy sợi gân xanh đinh kiểm tra đến chủ ký sinh nhục mạ hệ thống cấm ngôn ba phút nhìn chủ ký sinh sớm ngày hối cải ô ô ô há to miệng, chu vũ phát phát hiện mình thật nói không nên lời, nuốt ngụm nước bọt, trong mắt phủ hiện một vòng sợ hãi. lúc này mới ý thức được hệ thống năng lực. nhưng là em gái ngươi a, làm sao còn mang cấm ngôn? xin đừng nên trong lòng đậu đen rau muống bổn hệ thống. ực mạnh mấy ngụm nước, chu vũ ý đồ để cho mình tỉnh táo lại. không có cách cùng hệ thống này thật sự là lấy không sốt ruột sau 3 phút ngươi, chủ ký sinh có vấn đề gì, không có việc gì chính ta nhìn. Chu Vũ trên mặt hơi cười, lúc này xem như đã có kinh nghiệm, em gái ngươi, xin đừng nên trong lòng đậu đen rau muống bổn hệ thống. Chu Vũ nhìn về phía trước mặt màn ánh sáng màu xanh lam, phía trên nội dung ngược lại là ngoài Chu Vũ dự kiến. Tính danh, Chu Vũ chủng tộc, nhân tộc đẳng cấp, một va URL bằng Windows. Location, HREP, Windows, PUBG giới tác bằng Windows, PUBG giới tác, Windows, PUBG giới tác, Push, Zonet, 7254, X, BGSSP7254, U, UAL Thiên Phú, chưa kích hoạt kỹ năng Thiên Phú, chưa kích hoạt nghề nghiệp kỹ năng, chưa kích hoạt phổ thông kỹ năng, chưa kích hoạt nghề nghiệp, chưa kích hoạt thùng vật phẩm, tân thủ gói quà sao một đánh giá thần đồng dạng tân thủ gói quạt 888 mua không được, 8888 mua không được, 88888 đồng dạng mua không được. Ở trong chứa khóa lại siêu thần khí sao một ngẫu nhiên SSS cấp kỹ năng sao một tiền tài vô số sao một nguyên lực. 5 phần 10 kim tệ, 4 xưng hào, không thương thành, chưa kích hoạt sức chiến đấu, 3 đánh giá ngươi chính là cái chiến năm cặn bã a à không chiến năm cặn bã ngươi cũng không xứng càng về sau nhìn chu vũ càng trầm lặng yên đến cuối cùng cưỡng ép nhắm mắt lại không nhìn tới bởi vì hắn sợ mình thật hội đạp nát cái này cái màn ảnh không thể đánh khoảng trắng chỉ có thể dạng này toàn bộ dựng thẳng tới này làm sao cùng chơi game đồng dạng nhưng là lập tức một vòng hưng phấn thần sắc hiện lên ở Chu Vũ trên mặt, đồ đần đều biết có thể có được cái này tự hệ thống là quá may mắn, nắm chặt lại nắm đấm, đây là ta quật khởi cơ hội a. À. Ha ha ha, mời chủ ký sinh nhìn một chút ngoài cửa sổ, a à, Chu Vũ Đình chỉ cười to, khẽ giật mình, lập tức đi xuống giường, tiến đến cửa sổ cái kia hướng mặt ngoài nhìn lại trong nháy mắt, con ngươi có rút nhanh, một cỗ ngạt thở cảm giác truyền đến, tựa như là đại đông thiên dội cho một chậu nước đá, hàn ý từ đáy lòng dâng lên, bờ môi có chút rung động. Chấn kinh chi sắc tràn ngập tại con ngươi màu đen ở giữa. Thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ gặp đèn đường chiếu xạ địa phương, ô tô lộn xộn đặt lấy, top 5 top 3, người, đang tại gặm ăn một người khác, tầm mắt đi tới chỗ, lớn ba bốn dạng này tràng cảnh đỏ tươi huyết dịch đầy đất đều là bất tỉnh ngọn đèn vàng có vẻ hơi dữ tợn đáng sợ. Phương xa loáng thoáng có ánh lửa nhảy lên, dĩ vãng hẳn là mọi nhà đèn đuốc sáng trưng, nhưng là hiện tại, vẫn sáng đèn, ngoại trừ chu vũ nhà này, hết thầy không có 10 cái. Đinh, kiểm tra đến chủ ký sinh tâm tình chập chờn quá lớn, hệ thống tự động khai thác biện pháp, tiêu hao một kim tệ, chấn định chủ ký sinh cảm xúc quẹ kém chút phun ra, cũng may hệ thống kịp thời ổn định Chu Vũ cảm xúc, cái này mới không còn xấu mặt. Chu Vũ bởi vì đi ngủ nhẹ, cho nên hắn thanh nhà mình cửa sổ đều sửa lại một lần, các loại cách âm biện pháp làm siêu cấp bổng, đây cũng là hắn không có phát hiện bên ngoài động tĩnh nguyên nhân. Đây là có chuyện gì? Bởi vì tất 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 tất, đưa đến tất 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 tất, nguyên lực cùng tất 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 tiết lộ, đại lượng tất 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 tử vong, cái này chút, zombie là bởi vì một bộ phận nhân loại thân thể không thể tiếp nhận tất 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 mà dẫn đến kết quả có thể tiếp nhận tất 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 người mới có tư cách sống sót bởi vì nguyên lực tràn vào dẫn đến trước mắt xuất hiện rất nhiều dị năng giả cho nên nhân loại còn có hy vọng không cắt đứt hệ thống lời nói chu vũ một mặt nhức cả chứng nghe xong hệ thống giải thích ta nói cái kia tất 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 là chuyện gì xảy ra cơ mật tin tức không thể tiết lộ đợi chủ ký sinh đến cảnh giới nhất định mới có thể cáo chi tốt a à. bất đắc dĩ phủ vỗ chán, chu vũ tiếp tục vấn đạo cái kia màu lam trong màn ảnh nguyên lực kim tệ làm gì chu vũ mặc dù lần thứ nhất có được cái hệ thống này nhưng là võng du hắn cũng là chơi qua kỹ năng cái gì còn dễ lý giải liền là cái này nguyên lực cùng kim tệ công dụng hắn có chút không rõ ràng Nguyên lực nhân loại dị năng giả tiến giai cần thiết một loại năng lượng đến nhất định giai đoạn có thể kích phát mỗi người kỹ năng thiên phú, để cho người ta trở thành trong truyền thuyết dị năng giả. Kim Tệ có thể từ trong thương thành mua được các loại hàng hóa, nhẹ gật đầu, Chu Vũ tỏ ra hiểu rõ. Đinh, kiểm tra đến chủ ký sinh cảm xúc bình ổn, hiện tại bắt đầu cấp cho tân thủ nhiệm vụ. Tân thủ nhiệm vụ một mình săn giết một cái nhất giai cấp một zombie, chú. Đây là tân thủ nhiệm vụ, nhất định phải tiếp nhận thất bại trừng phạt. Gạt bỏ, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, tận thế cực hạn tìm đường chết thiên thiên ăn đất cái này mẹ nó là SSS kỹ năng cùng siêu thần khí. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com Tân thủ nhiệm vụ một mình săn giết một cái nhất giai cấp một zombie, chú. Đây là tân thủ nhiệm vụ, nhất định phải tiếp nhận, thất bại trừng phạt. Gạt bỏ, hệ thống người sở hữu, xxxxxx truyền thừa người, nếu là ngay cả chút chuyện nhỏ này đều không giải quyết được, còn lưu ngươi làm gì dùng. Cụ thể trang bị xin gặp tân thủ gói quà, hoàn thành ban thưởng. Mở ra không biết thiên phú, ban thưởng không biết kỹ năng thiên A. Nhìn xem đẫm máu, mình muốn cạt bỏ hai chữ Chu Vũ một quyền đập vào trên giường, nhìn xem, giết zombie, nhìn nhìn lại, chúa cứu thế, Chu Vũ lập tức có một loại muốn khóc xúc động. Ta mẹ nó chưa nói qua ta là chúa cứu thế a, à, nói đùa, ngươi còn tưởng thật, bổn hệ thống cảm thấy ngươi trí thông minh rất đáng lo ta. Nắm tay phải nắm chặt gân xanh phù hiện, Chu Vũ thật không thể nhịn, ngươi mẹ nó, đinh kiểm tra đến chủ ký sinh nhục mạ bổn hệ thống cấm ngôn 5 phút đồng hồ ngày rằm sau tiến hành sửa lại ô ô ô một chuỗi tiếng nghẹn ngào tiếng nghẹn ngào truyền đến chu vũ lung tung quơ hai tay hệ thống ngươi điên rồi mẹ nó vì cái gì còn mang thêm thời gian a a a xin đừng nên ở trong lòng đậu đen rau muống bổn hệ thống ta muốn lộng chết ngươi xin đừng nên ở trong lòng đậu đen rau muống bổn hệ thống ta thật muốn giết chết ngươi a xin đừng nên ở trong lòng đậu đen rau muống bổn hệ thống. Móc lửng, cấm ngôn liền cấm ngôn đi, không còn để ý biết cái này người bị bệnh thần kinh hệ thống, chu vũ ngược lại là đối tân thủ gói quà tràn đầy chờ mong, dù sao cái kia gói quà bên trên viết. Thần đồng dạng tân thủ gói quà 888 mua không được, 8888 mua không được, 88888 đồng dạng mua không được ở trong chứa khóa lại siêu thần khí sao một ngẫu nhiên sss cấp kỹ năng sao một tiền tài vô số sao một các loại hệ thống thật sẽ cho a mang tâm thần bất định tâm tình chu vụ ấn mở vui cái gọi là tân thủ gói quà đinh tân thủ gói quà mở ra ban thưởng tiền tài sao chín thần khí gói quà chuẩn bị bên trong